Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Loạt cặp đôi bách hợp trong giới K-pop được dân mạng gán ghép. Trong giới K-pop hiện nay, bên cạnh những cặp đôi nghệ sĩ nam thân thiết thì có nhiều nữ thần bị nghi đang hẹn hò, khiến dân mạng gán ghép nhiệt tình. Bằng tài năng và ngoại hình sáng đã giúp cho không ít mỹ nam mỹ nữ K-pop nhận nhiều sự quan tâm và chú ý từ đông đảo dư luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những thành tích sự nghiệp nổi bật, mối quan hệ thân thiết giữa các nghệ sĩ trong giới showbiz xứ Hàn cũng khiến khán giả xôn xao bàn luận. Sự thân mật trong mối quan hệ, cử chỉ săn sóc, tình cảm mà các nghệ sĩ K-pop dành cho nhau đã khiến netizen rung rinh và thậm chí ghép đôi họ vô cùng nhiệt tình. Hàng loạt cặp đôi bất hợp đã nhận được vô vàn tình cảm yêu mến không ngớt từ khán giả. Suzy, Rose, Blackpink. Cặp đôi nữ thần tượng K-pop mới được đông đảo cộng đồng mạng gán ghép nhiệt tình hiện nay, không ai khác chính là Suzy và Rose. Về mặt danh tiếng, cả hai nàng đều là những mỹ nhân trong mộng của hàng triệu khán giả hâm mộ, cùng với sự nghiệp giải trí vô cùng nổi bật. Tuy chưa hề xuất hiện bên cạnh nhau, nhưng không ít bằng chứng trùng hợp của cả hai cô nàng trên trang cá nhân Instagram cũng khiến cộng đồng fan hai bên rần rần nghi vấn chuyện hẹn hò. Loạt bằng chứng của họ khiến không ít người ngờ ngợ vì có sự giống nhau đến lạ, hay thỉnh thoảng cũng nhắc đến nhau và check-in cùng địa điểm, hãng bay. Taeyeon, Tiffany, SNSD. Không chỉ có Suzy, Rose, K-pop từ trước đến nay cũng xuất hiện nhiều cặp đôi bất hợp vô cùng đình đám và được fan đẩy thuyền hết sức nhiệt tình. Trong số đó phải kể đến mối quan hệ chị em Taeyeon, Tiffany. Mối quan hệ thân thiết đến hơn 10 năm của hai nữ nghệ sĩ K-pop này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Chưa hết, những năm tháng còn hoạt động chung hay ở thời điểm hiện tại, Taeyeon lẫn Tiffany vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau, khiến người hâm mộ nhất quyết xác định Tiffany không bao giờ chìm xuồng. Solar, Moonbyul, Mamamoo, hiếm có một nhóm nhạc nào vừa tài năng lại có mối quan hệ gắn kết keo sơn, không tiếc thể hiện tình cảm cho nhau như bốn cô gái Mamamoo. Trong các mối quan hệ mật thiết ấy, sự gắn bó dính nhau như Sam của Solar and Moonbyul cũng khiến nhiều người bất ngờ. Cả hai không chỉ dành cho nhau những lời khen có cánh mà còn liên tục phát đường với loạt khoảnh khắc tình tứ từ ánh mắt đến cử chỉ hết sức thân mật. Đông đảo cư dân mạng còn không ít lần điên đảo trước những hình ảnh phát ra tình cảm chân thành của Solar lẫn Moonbyul ngay trên sân khấu. Wendy, Irene, Red Velvet. Red Velvet hiện là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop đình đám nhận được không ít sự quan tâm. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, bốn cô gái nhà SM trở thành những tên tuổi mỹ nhân được không ít dư luận lẫn truyền thông săn đón. Bên cạnh những thành công sự nghiệp, mối quan hệ giữa công chúa băng giá Irene và em út Wendy khiến đông đảo dư luận khó quên. Không hề thua kém cặp Tiny đình đám, Wendren cũng là một trong những đôi bách hợp sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng Irene lại thể hiện tình cảm nồng ấm với tất cả các thành viên trong nhóm, nhất là với cô em út Wendy. Ngược lại, cô em út Red Velvet lại thể hiện sự thấu hiểu dành cho đàn chị Irene và có những cử chỉ tình cảm hết sức thân mật. Hani, Junhwa, Essex được fan đẩy thuyền bách hợp, cả Hani lẫn Junhwa của nhóm nhạc Essex lại tiếp tục ủng hộ. Cả Hani lẫn Junhwa của nhóm nhạc Essex lại tích cực ủng hộ và có những phản ứng dành cho nhau vô cùng đáng yêu. Cặp đôi liên tục khiến người hâm mộ phát ngất trước những màn tung thính cực ngọt trong suốt những năm tháng hoạt động cùng Essex. Cả hai khiến chân tình rần rần trước những màn thể hiện tình cảm trên sân khấu lẫn ngoài đời thực. Thậm chí, dù không xuất hiện cùng nhau nhưng không ít bằng chứng, chuyện hẹn hò khiến dư luận đẩy thuyền Hani Junhwa thêm phần phấn khởi và hào hứng. Có thể nói, những cặp đôi nữ thần kể trên đều là các tên tuổi đình đám trong giới K-pop hiện nay. Mối quan hệ thân thiết hay bị nghi đang hẹn hò đã khiến đông đảo cư dân mạng nhiệt tình ghép đôi. Với nhan sắc mỹ miều cộng thêm hiệu ứng tình cảm, đã khiến các thuyền bất hợp được đẩy nhiệt tình chẳng thua kém như các cặp đôi khác trong K-pop.